Hello mọi người, chào mừng mọi người đã tới với kênh channel của HallyShop247. Và kỳ này chúng ta lại có một cái chủ đề cực kỳ hot trên mạng xã hội luôn. Đó là việc tinh dầu bưởi Patchouli đã có hàng pha ke hay chưa? Thật sự là tinh dầu bưởi Patchouli đã có hàng pha ke hay chưa? Lý do là trên thị trường Việt Nam đã xuất hiện hai mẫu tinh dầu bưởi Patchouli, đơn giản là hai chiếc vòi xịt khác nhau thôi. Và thật sự thì cái nào mới là hàng thật đây? Có rất nhiều người nhận định rằng tinh dầu bưởi Patchouli là cái chai có cái vòi hình xoắn ốc như vậy thì mới là hàng chính hãng. Còn cái chai nắp suông này thì nó là hàng thật hay hàng giả thì không ai biết. Thì qua cái clip này mình đính chính luôn dùm cho công ty Patchouli, đó là cả hai cái chai tinh dầu này và hai cái vòi này đều là hàng chính hãng của công ty nha mọi người. Vì đơn giản là cái vòi xoắn ốc này chính là phiên bản cũ của công ty Patchouli, và phiên bản này thì sẽ không đóng được nắp, cho nên nó sẽ ảnh hưởng tới việc là người tiêu dùng không thể đem sản phẩm đi ra ngoài, cũng như là khi không có nắp thì cái vòi nó sẽ dễ bị bẩn. Cho nên là để đáp ứng nhu cầu của khách hàng thì công ty đã thiết kế lại một cái vòi suông, và cái vòi này có thể đóng được nắp. Điều số 2, để biết được là sản phẩm mình mua về có phải là hàng chính hãng hay không thì các bạn cứ việc check mã QR hoặc là check mã vạch nó sẽ ra nha. Hiện tại thì trên cái mẫu mới của tinh dầu bưởi Patchouli vẫn sẽ in cái mã vạch và mã QR ở trên cái thân chai cũng như ở ngoài cái vỏ hộp. Kèm theo một vấn đề nữa là đối với hạn sử dụng của sản phẩm, các bạn sẽ thấy có thêm một dòng 4 chữ số nằm ở trên, đó là mã số lô của sản phẩm. Cho nên nếu có mã số lô thì chắc chắn là hàng thật nha. Còn nhiều khi những cái mã pha ke thì sẽ không có mã số lô đâu. Điều thứ 3, nếu mà chúng ta muốn nhận biết đây có phải là sản phẩm tinh dầu bưởi thật hay không thì các bạn cứ việc dùng một cây đèn và các bạn soi cái phần nước của sản phẩm tinh dầu bưởi, nó sẽ có một cái lớp tinh dầu nguyên chất nó nổi lên bền ở trên mặt nước như thế này. Và đây mới chính là lớp tinh dầu nguyên chất thật sự của vỏ bưởi da xanh nha. Điều cuối cùng đó là về giá của sản phẩm. Một thông tin mà không phải ai cũng biết, đó là công ty Patchouli đã chắc chắn với người tiêu dùng và nhà phân phối của công ty, đó là sẽ không có bất cứ một đại lý hay một nhà phân phối nào bán cái sản phẩm tinh dầu bưởi này với giá dưới 100.000 đồng. Tức nghĩa là chúng ta cứ việc loại hết tất cả những cái nơi nào bán dưới 100.000 đồng ra. Nhưng sẽ có một vấn đề nhỏ mà các bạn cần lưu ý, đó là riêng về sàn của TikTok thì họ có một cái cơ chế như sau, đó là mỗi nick của người tiêu dùng sẽ có những cái voucher ngẫu nhiên, và những cái voucher này cao nhất có thể giảm tới 60.000 đồng. Thì tất nhiên nếu bạn vô tình được cái mã 60.000 đồng này trừ thẳng vô trong cái sản phẩm thì nó sẽ xuống còn có 90.000 đồng cho một chai tinh dầu bưởi thôi, thì đó vẫn có thể chấp nhận được nha. Về vấn đề xịt mật tóc Patchouli đã có mẫu pha ke hay chưa thì thật sự là công ty chưa có tìm thấy mẫu pha ke, nhưng không phải là không có nha. Lý do là từ hồi còn là cái mẫu cũ màu xanh lá thì Patchouli đã có rất nhiều hàng pha ke rồi, từ chai mập, chai lùn, chai ốm, chai thủy tinh hay chai nhựa gì đều có hết nha. Nhưng nói tóm lại, nếu bạn là một người không hề biết săn sale là gì, cũng như là chưa bao giờ tiếp xúc với sản phẩm tinh dầu bưởi Patchouli, thì thôi chúng ta vẫn nên ôm chính cái giá niêm yết là 150.000 đồng cho một chai tinh dầu bưởi để chúng ta mua. Như vậy là an toàn, ok la luôn. Và điều cuối cùng mình muốn nói đó là mình cũng chính là nhà phân phối của công ty Patchouli. Mình có TikTok và Shopee kèm theo kênh Zalo tư vấn và đặt hàng 0363290063. Nếu mà mọi người muốn mua hàng chính hãng thì có thể liên hệ qua Zalo của mình nha. Nếu các bạn cảm thấy clip của mình hay và bổ ích thì hãy cho mình một like và một subscribe để kênh của mình được phát triển nhiều hơn nha. Cảm ơn mọi người.